quạt điện gió có kích thước khổng lồ với chiều dài lên đến 80 mét. Để vận chuyển được chúng phải huy động những thiết bị vận chuyển chuyên dụng được trang bị hệ thống xi lanh thủy lực có khả năng chịu tải cao. Mọi công tác chuẩn bị cho việc vận chuyển đòi hỏi phải thật cẩn thận và chính xác để đảm bảo quá trình vận chuyển an toàn và hiệu quả nhất. Cầu bánh lốp 25 tấn sẽ được sử dụng để đưa cánh quạt lên xe vận chuyển. Quá trình vận chuyển vô cùng khó khăn bởi kích thước quá khổ của các cánh quạt cùng địa hình không bằng phẳng. Các lái xe và kỹ sư phải di chuyển rất chậm và cẩn thận để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Với sự dày dặn kinh nghiệm trong việc vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, đội ngũ vận chuyển của Trung Nam SMC có thể dễ dàng xử lý các tình huống và đưa thiết bị đến nơi tập kết an toàn.